ok chị, để kiểm tra đơn hàng cho chị nha. Nếu mà mua tối ngày hôm qua thì hôm nay mới chốt đấy chị ơi. Thì em chào chị Xuân nè. Tối thứ bảy thì hôm nay mới chốt đấy chị ơi. Thì chủ nhật bên shop em không có làm việc nha. Trần M310, Dung Mỹ M310, Hiền Trương M310 xét. Mấy cái hàng này hàng lẻ đâu? Nguyễn Thị Tím M310, Vũ Điệp 2 áo M310, Teresa Ngọc 2 áo M310. Quá đẹp luôn chứ đẹp gì nữa các chị. Thật sự là không thể không đẹp được luôn á. Chốt đơn cho em giá có 100 ngàn. Yên Nguyễn M310, một set là 200 nha chị ơi. Quần bên em bán các chị làm lụa mango giá 100 ngàn luôn các chị ơi. Giá 100 ngàn 2 mét luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt M310 cho em. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với nào. Giang Hoàng M310 set. Đẹp lắm. Đẹp mê luôn á. Vải không có tù chút từng chỉ có. Ok chị Dung Mỹ để riêng chị ghé lấy. Các chị ơi có đồ co giãn các chị mặc. Lê Hằng M310 set. Còn có mấy áo này các chị lấy hết đi. Không có nhiều đâu các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị. Anh Như Doraemon M310 set. Phạm Nhung M310. Song Huy Nguyễn M310. Lê Sương M310. Còn 2. Còn 2 áo chị nào lấy thì các chị chốt M310 cho em. Giá cho em đúng 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ, bao bảo hành trọn đời cho các chị luôn. Cathy Lê M310, Hoàng Huệ M310 nữa là hết. Đầu tuần rực rỡ luôn, trời ơi em đi sưu tầm nhiều đồ đẹp cho các chị lắm luôn. M310 em hết các chị ơi. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M357 cho em. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với nhà các chị nha. M357, chị nào lấy thì các chị chốt M357 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ. Vải có độ co giãn không xù xước đường chỉ. Mặc kiểu này gì mà trẻ đẹp các chị. Mặc kiểu gì cũng đẹp hết á. M357 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M357 cho em. Phạm Thị Ngọc Bích 3 áo M357. Giá cho em 100 ngàn thôi các chị ơi. Bạn hoàn trọn đời cho các chị luôn á. M357 cho em nha. Hàng Hoàng M357, Hà Đặng M357. Anh Như Doraemon M357 set. Quần em phối các chị quần lụa mango luôn. Mặc sướng tê con người luôn các chị ơi. Thanh Trung M357. M357 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M357 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một Nguyễn Thị Nga M357 set. Đẹp luôn, đẹp luôn.
còn gì nữa các chị? Loan Nguyễn mở 357 set. Nhanh lên cho em, chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Thu Hà mở 357 set, Như Quỳnh mở 357. Còn 34. Còn 4 nha, chị nào lấy thì các chị chốt mở 357 cho em vé cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ, nhận vải không đẹp hỏi cần trả tiền cho em luôn. Hành Lê mở 357. Thủy Nguyễn mở 357 set. Đồng Thế Thu Nông mở 357, Hạnh Bù mở 357 nữa là hết. Ok chị, nhà may đẹp mở 357 em hết các chị ơi. Bây giờ nhận là vừa, với cái quan trọng là các chị mua cho mấy cô giáo để mặc này, mấy cố mặc nó không có phải lót, không phù xước đường chị. Các cố không thích may áo dài, các cố may áo kiểu, may đầm. M428 cho em giá 100.000 một áo, 200.000 một bộ. M428 chị nào lấy thì các chị chốt M428 cho em giá cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Chất vải là lụa mango nha các chị nha. Cái này á không phải lụa mịn. Chị nào cái này nó lụa mịn nó không? Chợ không có lụa mịn nhiều đâu các chị. Giá cho em đến 100.000 thôi. M428. Nguyễn Thị Nga M428, Hạnh Nguyên M428, Quỳnh M428, Trương Mỹ Phượng M428, Cathy Lê M428. M428 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt M428 cho em. Hành Hoàng M428 set, Thu Hà M428. Màu áo chị mặc còn không? Chị nào lấy thì các chị chốt M428 cho em các chị ơi, giá cho em là 100. Thanh Trung M428, ok chị Nguyễn Liên. Vải áo em mặc là chất vải lụa Thái Tuấn mới, giá là 230.000 một áo các chị ơi. 230.000 một áo. Chi Phạm M428. Uyên Trần Thị Lê M428. M428 còn 5, chị nào lấy thì các chị chốt M428 cho em. Giá cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ. Thu Lê M428, Hoàng Oanh Vũ M428. Còn 3. Chị nào lấy thì các chị chốt M428 cho em. Giờ đầu tuần này, đầu tuần bán cái này rồi các chị cho may mắn các chị ơi. Này là này là em chiều sáng nay hàng mới về, em mới mang đi cắt may xong cấp thì chắc có thể sáng ngày mai sẽ có áo mặc. Còn nếu mà trường hợp bất đắc dĩ thì nói khó tí là tối nay có áo mặc liền cho các chị. Phạm Trâm M428, Nguyễn Chi Hằng M428 set, Thu Hà Trinh M428 nữa này em hết. Này các chị ơi, đẹp lắm, này là chất rất là mắc tiền nha các chị nha, không có rẻ tiền đâu các chị. Ai mà muốn mua đồng phục cái này thì đẹp tuyệt vời luôn. Và là hoa này là hoa mới nha các chị nha. Hoa này đẹp lắm và chất này là chất lụa tơ tằm các chị ơi. Giá cho em là 220.000 một áo. Chất vải là lụa hoa xuân nha các chị nha. Chất vải là lụa hoa xuân. Và màu này là màu hôm vừa rồi em mặc là lụa Thái Tú mà màu em gọi là màu hồng son đấy các chị. Trời ơi nó đẹp. Nếu mà các chị mặc hoa đán nhà em rồi đúng không? Hạ vi nhà em rồi đúng không? Cái này còn đẹp hơn nữa luôn mấy chị. Mới tân tần mới ra luôn. 220.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân hồng son cho em. Đúng chuẩn màu hồng son nha. Hồng sen khác này, hồng đào khác này, hồng cánh sen khác này, hồng sát pháo khác này. Còn hồng này là đúng chuẩn hồng son luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân hồng son cho em. Đẹp lắm các chị mình ơi. Mặc phải nó là trên cả tuyệt vời luôn. 220.000 một áo, 320.000 một bộ các chị ơi. Đúng chuẩn màu hồng son luôn. Cực kỳ xuất sắc. Này mà các chị mua tặng mới xếp và khỏi cần phải bàn luôn á. Phạm Nguyễn T Đê Sa 2 hồng son, Trần Lan Anh hồng son. 220.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt họ hai xuân hồng son cho em. 220 một áo thôi các chị ơi. 320 một bộ nha các chị nha. Thay vì các chị mua hàng của Thái Tuấn thì Hoàng Phi Yến hồng son gần Nguyễn hồng son rất là đẹp luôn. Nguyễn Chi Hằng hồng son một set, Hoàng Trang Nguyên hồng son, Lê Thị Tơ hồng son, Kim Yến Hường, Kim Yến Huỳnh hồng son, Mỹ Huệ hồng son hai áo, Thái Hiền hồng son, Đào Thanh Tuyền hồng son một set.
Rosicolin hồng son, Vũ Phú hồng son 2 áo. Lan Ngọc Nguyễn hồng son. Hồng son 220 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt hồng son. Hoa Xuân hồng son cho em nhé. Phạm Huy Vân hồng son, Chi Phạm hồng son. Uyên Trần Thị Lê hồng son. Hương Trần Thi hồng son, Nguyễn Thị Hồng Loan hồng son. 220.000 một áo và tất cả các phiếu đơn hàng của các chị đều có cơ hội là được tất phiếu ở bên em để bốc thăm chúc thưởng đợt 2 vào ngày thứ 7 này nhá. Và giải thưởng gồm Lê Thị Buôn hồng son. Nguyễn Thị Thu Hà 2 áo hồng son. 220.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Giá cho em là 220 các chị ơi. Nó thì nó cắt thêm cái này đây cho cô để tối bán thêm một đợt nữa. Uyên Hoàng 2 áo hồng son. Các chị ơi, chia sẻ livestream cho em với thì các chị tương tác giúp em với nha. Màu này các chị mà bỏ qua nó là còn trắng tiếc hơn nữa luôn. Hai màu rất màu nào cũng đẹp đấy. Ok chị Cát Linh Phạm. Các chị ơi, cho em là hoa xuân xanh lá, chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân xanh lá cho em. Giá cho em là 220.000 một áo, 320.000 một bộ nha các chị nha. Kim Anh hồng son một set. Hoa xuân xanh lá cho em. Cho chị màu này nè. Phố vô quần hồng trắng sen cho chị nào. Các chị ơi, cho em hoa xuân xanh lá, chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân xanh lá cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ, em bao giá trên Facebook cho các chị mua luôn. Nguyễn Chi hàng xanh lá một set. Mới tinh luôn ấy, mới nhất thị trường luôn ấy các chị. Mới kiêng kèn kèn luôn á, mới mà đến mức độ mà chất vải. Thôi thật xin lỗi với các chị luôn á. Lụa hoa đán đã đẹp rồi đúng không? Lụa hạ vi đã đẹp rồi, chất này đẹp hơn luôn. Phạm Nguyễn Tây Đê Sa xanh lá, Oanh Đoàn xanh lá. Mặc thử đi các chị, đừng có để cho em mặc. Em mặc rồi mai mốt các chị hỏi còn hay không còn là không biết đâu nha. Nguyễn Hằng xanh lá. Đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy thì các chị. Phạm Phồn xanh lá một set. Uyên Trần Thị Lê xanh lá 2 áo. Đào Thanh Tuyển xanh lá một set. Xanh lá cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá cho em nha. Giá cho em 220.000 một áo thôi các chị ơi. Mỗi màu em có mấy chục áo bán các chị à. Về tức thì một phát một là em mang đi may liền luôn. Các chị để xem chất phải. Rosa Yến xanh lá 220 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá cho em nha. Hoa xuân xanh lá cho em giá 220 các chị ơi. Đây màu này nữa, màu này là màu mới. Hoa xuân hồng cắm sen cho em luôn. Cương Nguyễn xanh lá. Mimi Hoàng Yến xanh lá. Hàng Diễm Lê hồng son, Rùa Vũ xanh lá, Hàng Đỗ xanh lá một set. Các chị ơi, hoa xuân hồng cắm sen cho em nha. Nguyễn Thị Thu Hà xanh lá. 220.000. Thu Hà xanh lá 1 set, Mai Nhi xanh lá 1 set. Phạm Nguyễn Huy Vân cánh sen, Quỳnh Trâm xanh lá. Mặc thử đi các chị, đẹp lắm. Mặc không đẹp không lấy tiền luôn. Ít khi nào em bán mấy hàng này lắm luôn em, mà lâu lâu em bán cho các chị. Phạm Nguyễn Tê Đê Sa hồng cánh sen. Thế nào luôn á. Song Nguyễn Vân hồng cánh sen, Lê Tâm xanh lá 1 set, Hạnh Hiếu hồng cánh sen. Phạm Thị Ngọc Bích xanh lá, Trần Tuấn hồng cánh sen, Mỹ Tâm hồng son. Đây mới đúng chuẩn là hồng cánh sen này, đẹp chưa? Đây mới đúng chuẩn là hồng cánh sen nha, còn hồng son là nó khác hoàn toàn luôn này. Đấy, đúng chuẩn hồng cánh sen chưa? 220.000 một áo, chất này đẹp hơn chất của hệ ri luôn các chị ơi. Yến Nguyễn xanh lá. Đẹp vô cùng luôn. Phi Vũ hồng son, Ngọc Bích hồng son. Hồng cắn sen cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt. Hoa xuân hồng cắn sen cho em nha. Hoa xuân hồng cắn sen cho Mai em. Nhi hồng cánh sen set, Hằng Đỗ hồng cánh sen. Giá cho em là 220.000 một áo các chị ơi. Chị Nguyễn Chi Hằng hồng cánh sen. Hoa xuân hồng cắn sen. Hàng Hoàng hồng. Hàng Hoàng hồng son một set. Giá cho em là 220 nha các chị nha. Rồi cho chế thêm màu đỏ đô lên nữa thôi. Để dành em mặc. Uyên Trần, Uyên Trần Thị Lê cánh sen một set.
áo các chị ơi, nào lấy thì các chị chốt hoa sơn hồng trắng sen cho em, hoa sơn xanh lá cho em, và đây hoa sơn đỏ đô, một trong những màu best seller nhất luôn, đẹp hơn chất vải hạ vi luôn mấy chế ơi, thực sự luôn đấy, đẹp hơn chất vải lụa hạ vi luôn. Hoàng Yến hồng cánh sen một set, Nguyễn Thị Mạo hồng cánh sen, đẹp hơn Lê Thị Buôn hồng đẹp cánh sen. Giá cho em 220.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hai xuân đỏ đô cho em. Mà không lấy là không biết mua cái gì để mặc luôn đó các chị. Để các chị mua, chị nào mà có con các chị có khoảng 3 cô giáo, các chị mua mỗi cô một màu thôi là đủ rồi, không cần phải quần đâu, áo thôi là đủ tiền các chị. Mây mộng xanh lá, Nguyễn Phương Hoa hồng cánh sen. Này là hả, có thể giấu em mặc khoảng sáng mai mà. Liền cho các chị xem. Sắc lắm luôn. Hoa xuân đỏ đô cho em nha. Chị nào lấy Tâm Đỗ hồng cánh sen. Hoa xuân đỏ đô cho em. 220.000 một áo thôi các chị ơi, không đẹp như vậy em lấy nhiều như vậy đâu. Mà mùa này Thùy Trang hồng cánh sen. Mùa này là mùa quá trời. Kim Mỹ Phạm Thi đỏ đô, Lan Ngọc Nguyễn đỏ đô. Hoa xuân đỏ đô cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân đỏ đô cho em nha. 220.000. Nguyễn Trâm đỏ đô. Các chị ơi. Đẹp hơn chất vải lụa. Chị xa quê chị lấy hồng gì chị comment rõ giúp em nha chị ơi. Cho các chị xem. Nó đẹp hơn luôn đấy các chị. Thực tim một BT Trần đỏ đô một set, Uyên Trần Thi Lê đỏ đô hai áo. Nào lấy thì các chị chốt hai xuân đỏ đô cho em nha. Hồng Dung Phạm đỏ đô. Các chị ơi. Hai xuân đỏ Yến Nhi đỏ đô. Sa quê hồng cánh sen. Hân Nguyễn đỏ đô. Rồi cái vải của chị mặc đâu? Chuẩn bị lên bỏ lên này. Cái màu của dưới nhà treo rồi đâu? Lisa Kim hồng son, Trần Thúy đỏ đô. Đô đẹp lắm các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Không có từ nào để tả được luôn. Đẹp hơn chất vải lụa hạ vi nha. Giá cho em là 220.000 một áo nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân đỏ đô cho em, hoa xuân xanh lá cho em và hoa xuân hồng trắng sen. Có hoa xuân hồng son nữa đó các chị. Bình An đỏ đô. Hai xuân đỏ đô cho em, chị nào lấy thì các chị chốt hai xuân đỏ đô cho em nha. Giá cho em là 220.000 một áo thôi các chị ơi. Đây, màu em mặc này mới dễ ơi. Đẹp chưa? Ủa? Vải chị mặc đâu? Vải chị mặc là cái xuân chứ chị đâu có mặc chiếc diamond đâu mà bỏ chiếc diamond ra đây. Kim Oanh Vũ đỏ đô. Hạnh Hoàng đỏ đô một set, Hạnh Hiếu hồng cánh sen một set. Giá cho em 220.000 một áo các chị ơi. Coi này đứng lên và đứng hàng ơi cho chị nào. Vừa vừa ra coi coi đỏ đô cánh sen chưa có thì đúng không? Trời ơi chị mà trẻ đẹp các chị. 100.000 một áo, 200.000 một bộ, chất vải là lụa mango, chị nào lấy thì các chị chốt M101. Chị lấy màu khác lên đây bán. M101 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M101 cho em. Giá cho em 100.000 một áo, 200.000. Hương Vũ Hoa Xuân đỏ đô. M101 chị nào lấy thì các chị chốt M101 cho em. Giá cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Hải Nguyên M101, Hồng Dung Phạm M101, Đào Nguyên M101, Dung Mỹ M101, Nguyễn Chi Hằng M101 set, Phạm Kim Huệ M101, Nguyễn Mỹ Tâm M101, Mai Nguyễn M101, Nguyễn Hiếu M101, Oanh Nguyễn M101.
M15. Chị nào lấy thì các chị chốt M101 cho em. Giá cho em đúng 100.000 một áo 2. Đi Hồng Châu M101, Hà Đặng M101, Đồng Thị Thu Nông M101, Phạm Lan M101 set. Mai Nguyên M101 set nữa là em hết M101 nha các chị ơi. Đến áo đến bill đi, đưa đến áo đi, đến bill. Còn 5 mà mình đến sale ra có 4 là được. Em chốt 5 nữa. Giá cho em 100.000 thôi các chị ơi. M339. Thân Nguyên một áo hoa xuân đỏ đô. Chỗ này là tổng bao nhiêu? Tại sao lại 13 áo được? Vậy thì khúc lẻ đâu? Cô lấy là 30 mét, vậy thì khúc lẻ đâu? M101 em hết nha các chị ơi. Chị Nguyễn Ngọc, chị lấy 3 áo xanh nào vậy chị ơi? Nguyễn Chi Hằng M339 set, Hạ Nguyên M339. Số đấy bao nhiêu phiếu? 15 phiếu. Sao bảo 13 áo? Kim Oanh Vũ M339. Vậy là đủ chưa? Nguyễn Bạch M339 set. Chị Nguyễn Trâm nãy có đỏ đô rồi nha chị ơi. Đúng. Có khúc 3 mét mà. M339 có khúc 3 mét đó chị ơi. Trần Thị Hiền hoa xuân đỏ đô. Tâm Huy M339 2 áo. An Bình Ngô M339. M339 em có khúc 3 mét đó các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt M339 cho em. Giá cho em 100.000 một áo thôi các chị ơi. 200.000 một bộ thôi mấy chị ơi. Đẹp chưa? Kiểu gì mà trời đẹp lâu lắm rồi. Anna Nhung M339. Bùi Thu M339. Thúy Nguyễn M339. Còn 3. Chị nào lấy thì các Uyên chị chốt Uyên Trần Thiên Lê M339. Chi Phạm M339. Quỳnh M339 nữa em hết M339 nha các chị ơi. M339 em còn một khúc 3 mét ạ. Trần Thị Phượng một hoa xuân đỏ đô. Phạm Nhinh hoa xuân đỏ đô một set. Nhật Nguyên hoa xuân hồng cánh sen. Sang lắm luôn các chị ơi. M265 chị nào lấy. Xin lỗi. M264 chị nào lấy. Lê Hiếu Hiếu hoa xuân đỏ đô. Giá cho em đúng 100 người. Ruby M339 3 mét. Nguyễn Hiền hoa xuân xanh lá. Đó, cái quần đen vô. Rồi cái màu xanh nãy lôi ra để bán rồi cũng cất vô trong đấy. M264 giá 100 nhưng thôi. Nguyễn Chi Hằng M264 set. Hành Nguyễn M264. Khánh Trúc M264 set. Thuy Nguyễn M264 set. Lê Thanh Thủy M264 áo dài Trúc Hà M264. Trâm Anh Trân M264. Các chị ơi, Thái Tuấn về một mới. Đợi em một chút. Hà Đặng M264. M264 cho em các chị ơi. Chị nào lấy chị. Tiên Dung Mai hoa xuân đỏ đô. Giá cho em 100.000 một áo. Lê Lê M264 set. Ngọc Dầu M264 set. Nguyễn Yến M264 set. Nghĩa Minh M264 set. Còn 3 đúng rồi. M264 em còn 3 nha. Giá cho em đúng 100.000 một áo thôi các chị ơi. 200.000 một bộ. Bảo hàng trọn đời cho các chị luôn. Điện thoại không đẹp. Vân Nguyên Phạm M264 set. Trần Thủy Ngọc Uyên M264 set. Nguyễn Bạch M264 nữa là bên em hết. Các chị nào xinh chua. Quá trời xinh luôn chứ còn xinh nhìn được đó. Giá cho em 100.000 nha. M192 chị nào lấy thì các chị chốt M192 cho em. 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M192 cho em.
M264 em hết rồi các chị ơi. Không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Vải có độ co dễ không cần phải lót. Lấy hàng cho chị. M192 nhé chị ơi, chị nào lấy thì các chị trước M192 cho em. Giá cho em. Ok chị Nguyễn Ngọc. Nó ăn bụng ấy, nó hay khối của em ấy, em đang quần lượng hay khối cái đây, khối cho nó ra. Thu Vân M192, Thuy Nguyễn M192, Uyên Trần Thi Lê M192. Từ từ mà bán. Hương Trần Thi M192, Ruby M192, Nguyễn Chi Hằng M192, Thời Trang M192, Nhung Phạm M192, Đặng Hằng M192, Tiên Dung Mai M192 set, Nguyễn Thị Đào M192 set, Tâm Huy M192 hai áo, Thanh Trần M192, Nguyễn Linh M192 nữa này em hết M192. Giá cho em có 100 ngàn thôi các chị ơi, đúng 100 ngàn cho em thôi. Rồi đưa còn hai cái mẫu mới kia nữa, một cái hộp cái gói, một cái hộp trắng cho chị. Giá cho em đúng 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Sọc của Bucorin này các chị nào lấy, chị nào thích thì các chị lấy nha. Chốt đơn cho em 100 ngàn, chị nào lấy thì các chị chốt M139 cho em. Nhớ chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nhà các chị nha. M139 giá chốt đơn cho các chị 100 ngàn các chị ơi. Vải lụa mango co giãn không cần phải lót, bảo hành trọn đời cho các chị nhà mình. Và đây này các chị nhìn này, trời ơi thái khốn hôm nay thì em về cái phòng Mai Nhi một xếp hoa xuân đỏ đô, quá trời quá đất luôn. Và đặc biệt là hôm nay có về màu tím then. Alo anh em bài còn chặt bài hết nha. Nguyễn Chi Hằng M139, Nhân Thiên M139, Mai Nguyễn M139, Thủy Vũ M139. M139 cho em giá có 100 ngàn thôi. Đàn My M139, Hoa Hồng M139. Giá cho em có 100 ngàn thôi, chị nào lấy thì các chị chốt M139 cho em. M192 em hết rồi các chị ơi. M139 chị nào lấy thì các chị chốt M139 cho em. Giá cho em có 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ thôi các chị ơi. Mấy chị mua về các chị không may áo dài, các chị may sơ mi cho em. Sơ mi là các chị mặc đi nhiều nhất luôn á. Sơ mi, áo kiểu, tầm muốn may cái gì cũng được. Giá chốt đơn cho em 100 ngàn một áo nha. Giá cho em chỉ có 100 ngàn thôi các chị ơi. Mà mẫu này đúng là chị nào lấy thì các chị chốt cho em là M412. Giá cũng chốt đơn các chị 100 ngàn thôi. Nga Ngọc M139 xếp, Thuy Nguyễn M139. Đẹp chưa? Xinh chưa? Lắng nghe M139. Xinh như hoa như mộng luôn đó. M412 giá cho em cũng 100 ngàn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt M412 cho em. Chất vải là lụa mango bảo hành trọn đời cho các chị luôn đó các chị. M412 cho em, lâu rồi em mới mán lại đồ mango cho các chị mà phối đẹp như thế này luôn á. M412 cho em nha, giá cho em 100 ngàn thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M412 cho em giá. Nhân Thiên M412, Nguyễn Chi Hằng M412, Trần Thụy Ngọc Uyên M412 set, Uyên Trần Thi Lê M412 set, Thanh Tuyền M139. M412 cho em, chị nào lấy thì các Tuyền Ken M412, Linh Linh M412. 100 ngàn một áo thôi các chị ơi, 200 ngàn một bộ cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M412 cho em. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, thông tác giúp em với nha các chị nha. Hoàng Nguyễn M412, Mai Hoàng M412, Việt Hà Nguyễn M412, Thúc Phạm M412, Thanh Phan M412, Nguyễn Chi Hàn thêm một xếp M412, Giang Nguyễn M412, Đường Hiền M139 xếp, Đỗ Phương M139, Trần Dung M412, còn một. Còn một M412. Thuy Nguyễn M412 xếp nữa là em hết M412. Cây này có bằng này thôi ạ. Giao hết chưa? Màu này treo hết chưa? M412 em hết luôn nha các chị ơi. 2,
chuẩn đấy, là chính xác cái màu nào mà có đã cho sẵn rồi thì mang ra cho chị. Dạ ok chị Nguyễn Trâm. Các chị ơi, 230.000 một áo, chất vải là lụa Thái Tuấn, hàng độc quyền bên em luôn. Đây, em đang mặc trên người. Em đang mặc trên người đấy. Xám tím cho em giá 230.000 một áo. Thì nào lấy chị ấy chị chốt xám tím cho em. Đâu lấy chị bỏ ra đây 4-5 cái áo của cái lụa này. Áo mẫu mặc là lụa Thái Tuấn nha chị ơi. Xám tím cho em giá 230 nha. Em có khúc 3 mét. Chị nào lấy xám tím thì các chị chốt xám tím cho em. Trâm Quế này xám tím 2 áo ừ. Chi phạm xám tím. Các chị không lấy là không có hàng để mua đâu các chị. Đẹp lắm luôn. Dạ còn chị Uyên Hà. Xám tím cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xám tím cho em. Giá cho em là 230.000 một áo các chị ơi. 230.000 một áo, 460.000 một bộ. Các chị mặc, trời ơi các chị ơi. Em nói cái này nhà em thực sự luôn, mọi người cháy hàng luôn á. Cháy hết, đẹp luôn. Ngày nào cũng bán khủng khiếp cho các chị luôn mà vẫn không đủ hàng để bán. Nguyễn Ngân M139 trắng kem cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị. Nguyễn Kim Oanh xám tím nào lấy thì các chị chốt trắng kem cho em. Dạ để em tím. Kiểm tra đơn chị lại nha chị Ngọc Phượng. Các chị ơi, xám tím em có khúc 3 mét. Trắng màu mai xám tím một bộ em chốt 2 áo nha chị ơi. Trắng kem em có khúc 2m7 và khúc 2m5. Xám tím em có khúc 3 mét, chị nào lấy thì comment giúp em. Còn chuẩn là bao nhiêu rồi. Cho em là trắng kem nha. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng kem cho em. 230.000 một áo các chị ơi, em có khúc 2m7 và khúc 2m5 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là trắng kem, giá cho em là 230.000 một áo. Chị nào chưa mua trắng kem. Liên Đình xám tím 2 áo, Phương Minh xám tím 2 áo. Cát tên trắng kem. Trắng kem em Nguyễn Phan xám tím 3 mét. Vàng khúc 2m7 nha. Trắng kem cho em, chị nào lấy thì các chị chốt trắng kem cho em. Giá cho em là 230.000 một áo các chị ơi. Rồi đây, màu này lấy liền nha chị ơi. Chị nào chưa mua thì nhớ mua nha. Ôi ôi, nó đẹp. Trâm Nguyễn Anh trắng kem 2 áo. Tím thêm cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt tím thêm. Trắng kem và trắng tinh khác nhau nha chị Bích Vân. Trắng kem khác, trắng tinh khác chị ơi. Trắng tinh là trắng cái quần giống hôm vừa rồi em mặc á. Nó là trắng này này chị nè. Khác nhau nha chị, không có giống nhau đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt tím thêm cho em. Bỏ tím thêm đây cho chị nào. Có được không? Nguyễn Thị Đào trắng kem. Trắng kem em có một khúc 2m5 và một khúc 2m7. Chị nào lấy thì comment giúp em. Có đúng không? Tiên trắng kem, cẩm lan trắng kem. Chị Nguyễn Chi Hằng, chị lấy set là chị phối quần khác hay cùng vải chị ơi? Trắng tiên em có khúc 3m3 chị. Tiên Dung Mai tím than. Anna Nhung tím than. Đỗ Yến tím than. Nguyễn Chi Hằng tím than. Xuyên Nguyễn tím than. Đen Ngô Thủy trắng kem.
Nguyễn Hằng tím than, Hoa Mai tím than 2 áo, Ngọc Thúy tím than 1 bộ, em chốt 2 áo nha chị ơi. Trúc Hoàng trắng tinh 3m3. Thu Hà tím than nữa. Thu Hà tím than nữa này, em hết tím than các chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là màu, màu này nhà em gọi là màu rêu, nhưng mà có thể gọi là màu ô liu cũng được, nhưng mà màu này nếu mà đúng chuẩn Việt Nam gọi là Lali Lan trắng kem. Màu mới tinh các chị ơi, chưa có hàng luôn. 230 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt sang rêu sang. Nguyễn Chi Hằng trắng kem 2 áo. Rêu em có Chi Phạm rêu, Trần Lý rêu. Rêu em có khúc 3 mét phẩm nha. Ngọc Thúy rêu 2 áo. Tiên Dung Mai rêu, Xuyên Nguyễn rêu 2 áo, Hồng Vũ Kim rêu, Trần Huệ rêu 2 áo, An Bình Ngô rêu, còn 3. Rêu có khúc 3. Dung Nguyễn rêu, còn 2. Rêu khúc trắng 3 mét phẩm. Nguyễn Thảo rêu, trắng tinh có khúc 3 mét phẩm. Trần Nguyễn Anh rêu 2 áo nữa là em hết rêu quá chị ơi. Rêu có khúc 3 mét 7. Rêu em còn một khúc 3 mét 7, chị nào lấy thì comment giúp em. Chốt đơn cho em săn luôn các chị ơi. Săn này là săn lông tông nha. Đưa lẻ lên đây. Săn lông tông cho em, chị nào lấy thì các chị em xin lỗi, săn cổ vịt cho em. Săn cổ vịt là em có khúc 3m4. Anna Nguyễn trắng kem và khúc 3m4. Cho Nguyễn Anh em lấy khúc 3m7 cho chị nha chị. Phạm Kim bạch trắng kem 1 set. Anna Nguyễn trắng kem. Set là em lấy 2 áo nha chị ơi. Nguyễn Toàn trắng kem 1 bộ, em chốt 2 áo nha chị ơi. Trắng kem còn khúc 2m7 và khúc 2m5. Tím than có khúc 2m6 này. Tím than có khúc 2m6 nha. Bộ này các chị chốt cho em là màu xanh cổ vịt. Đổ cái khúc 3m7 qua cho chị Trang Nguyễn Anh, còn một áo rêu. Phạm Trâm rêu nữa này hết. Ngọc Sương Nguyễn xanh cổ vịt. Dung Nguyễn xanh cổ vịt. Rêu có khúc 2m. Rêu không có khúc nào hết. Xanh cổ vịt mấy mét rồi? 3m4, 3m3. Mai Thùy Ninh xanh cổ vịt 3m4. Kim Hoa Nguyễn trắng kem. Đỗ Hòa xanh cổ vịt 2 áo. Hàng Đỗ xanh cổ vịt. Nga Nguyễn xanh cổ vịt. Kim Kim Ngân xanh cổ vịt. An Bình Ngô xanh cổ vịt. Phụng Lâm Viên xanh cổ vịt. Ngọc Thúy 2 áo xanh cổ vịt. Thời Trang tím than 2m6. Thanh Tuyền xanh cổ vịt. Anh Phạm xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt em còn một khúc 3m3. Giá cho em 230 ngàn một áo thôi các chị ơi. Nguyễn Dung xanh cổ vịt 3m3. Nguyễn Thanh xanh cổ vịt 2 áo. Nguyễn Thị Bích Vân 2 bộ trắng kem. Hòa My xanh cổ vịt. Còn 3. Chi Phạm xanh cổ vịt. Còn 2. Thi Hoa Hồ xanh cổ vịt 2 áo nữa là em hết xanh cổ vịt. Hồng Son em có khúc 3m2. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Son. 3m4 có khúc 3m4. Chị ơi, Hồng Son mà các chị mặc quần này cũng đẹp lắm rồi. Hồng Son em mặc không thứ 7. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Son cho em nha. 230 ngàn một áo các chị ơi. Chắc phải là lụa Thái Quấn mới độc quyền bên nhà em luôn. Trắng kem em có khúc 2m5 và một khúc 2m7 à. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Son cho em nha.
hồng son cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt hồng son cho em có trắng tinh giống như hồng em mặc luôn nha. Hồng son em có khúc 3m2, chị nào lấy comment giúp em. Trúc Hoàng hồng son, Phương My hai áo hồng son. Này là khách thì em mặc đồng phục hơi bị nhiều luôn rồi đó các chị. Quá trời quá đất tụi nó chốt đơn đồng phục. Đâu Kim Cẩm Hoàng hồng son 3m2. Phạm Nguyễn Teresa hồng son, Hoa Mai hồng son hai áo. Mà mua sau like toàn giá 2 năm. Kim Thanh Vũ hồng son, Kim Anh Nguyễn hồng son. Hồng son em hết khúc lẻ rồi nha các chị ơi. Có trắng giống em mặc này các chị. Khi nào lấy thì các chị chốt trắng tinh cho em nha. Kim Diệu hồng son, Ninda Dinh Vũ hồng son, Phương Loan hai áo hồng son, Trần Huệ hai áo hồng son. Còn 4 hồng gấm Phạm hồng son. Còn 3 trắng kem còn. Còn trắng kem còn bộ. Không còn trắng kem ở đây, còn trắng tinh rồi. Xuyên Nguyễn hồng son. Còn 2 Ngân Nguyễn hai áo hồng son. Có trắng tinh đấy. Võ Thị Liễu trắng tinh. Trâm Nguyễn Anh hai áo trắng tinh, Kim Bảo trắng tinh. Em có thịt Huế cho các chị. Trời ơi, Huế đúng chuẩn luôn. Chốt đơn một cái áo thịt Huế về mặc quần trắng này là đúng. Dạ, và mặc lên để chụp hình họ trên thể bàn luôn. Hồng son em hết rồi các chị ơi. Hồng mới nha chị. Nguyễn Phượng xám tím một bộ em chốt hai áo nha chị ơi. Chụp hình mà không đẹp nữa thì thôi luôn đấy. Chuẩn tính Huế cho em nha. Còn hôm nay là tính fan nha các chị nha. Khi nào lấy thì các chị chốt tính Huế cho em 230.000 một áo các chị ơi. Tính Huế có thuốc bao nhiêu, thuốc bao nhiêu. Trần Thị Nhài trắng tinh hai áo. Kim Bảo trắng tinh. Tính Huế có khúc 3m4 và khúc 3m. Dạ em không có cách nẻ 5m nha chị ơi. Tím Huế em có khúc 3m và khúc 3m4. Chị nào lấy thì các chị chốt đúng chuẩn Huế cho em luôn. Ôi các chị ơi nó đẹp. Phạm Huy Vân tím Huế. Tím Nguyễn Thị Vân trắng tinh. Nguyễn Thảo tím Huế. Nguyễn Phụng tím Huế, Hân Hoan tím Huế, Hoa Mai tím Huế, Nguyễn Thanh tím Huế 3m4, Kim Đỗ tím Huế 3m, Vicky Phạm một áo tím Huế một cuộn trắng tinh, Lan Linh Lan một bộ trắng tinh, Hoàng Dương tím Huế, Lan Linh Lan tím Huế. Huế 230 cho em. Trinh Nguyễn tím Huế, Phạm Thu Thủy tím Huế, Oanh Oanh trắng tinh một bộ em chốt hai áo nha chị ơi. Lan Anh tím Huế. Đen Ngô Thị tím Huế. Ngọc Hân Nguyễn tím Huế. Kim Anh Nguyễn tím Huế. Phạm Thu Thủy tím Huế, Phương Loan tím Huế. Trần Tốn tím Huế. Còn 2. Oanh Dương trắng tinh. Quỳnh Nhi Nguyễn trắng tinh một bộ em chốt hai áo nha chị ơi. Còn hai Huế màu trắng tinh, màu này các chị chốt cho em là màu mía đậm nha. Màu này các chị chốt cho em là màu mía đậm nha các chị ơi. Lắng nghe tím Huế. Chốt mía đậm cho em. Nguyễn Chi Hàng trắng tinh. Hòa Mi tím Huế nữa là em hết tím Huế nha các chị ơi. Em có đỏ các chị ơi, em có đỏ ớt. Em có đỏ ớt và em có màu xanh lá là màu mà em đang mong chờ cực kỳ luôn. Xanh lá em mặc cái quần trắng em bảo đảm với các chị luôn, em phải bán ít nhất là vài trăm áo chứ không bán một hai áo thôi. Màu này có lẻ không? Kim Bảo nước mía đậm. Nguyễn Bạch Mai nước mía đậm. Ôi. Chốt sắc lắm luôn.
mía đậm, Nguyễn Trâm nước mía đậm, Hải Trương nước mía đậm. 2,30 một đỏ ớt em có khúc 3,5 và xanh lá em có khúc 3,7 à. Tôm Phạm đỏ ớt. Và màu xanh lá thì các chị đứng bỏ qua nó nha. Bên em bán vải không bán áo may sẵn nha chị. Nó sẽ hot y chang như là cái màu hồng son em mặc luôn đấy các chị. Thùy Quyên đỏ ớt. Đỏ ớt có khúc 3,5, xanh lá có khúc 3,7. Hải Chiều xanh lá. Linda Dinh Vũ đỏ ớt 3,5. Phương Loan xanh lá, Nga Vũ xanh lá. Phương Minh 8 áo nước mía đậm. Nguyễn Chi Hằng xanh lá, Hoàng Dương xanh lá, Thùy Quyên đỏ ớt, Lý Mai Thi xanh lá, Phạm Sang xanh lá, Châu Vũ Lê xanh lá, Phương Loan thêm một áo xanh lá, còn 2. Nguyễn Hiền xanh lá, hết xanh lá còn đỏ ớt. Đỗ Thị Thúy xanh lá 3,7. Kim Anh Nguyễn hai áo đỏ ớt, Nguyễn Trâm đỏ ớt, Vân Dương đỏ ớt. Nhưng Nguyễn nước mía đậm. Chị Linda Dinh Vũ chị có chốt khúc đỏ ớt 3,5 rồi đó chị. Không cần phải trả tiền cho em luôn. Ai nhận xanh lá em hết rồi nha các chị ơi. Đều mua lại hết luôn trong đúng một lốt nè, không cần phải nhiều luôn. Đồ nó đẹp. Đỏ ớt mà mặc quần này cũng đẹp lắm này các chị này. Đẹp chuẩn không cần phải chỉnh luôn á. Khánh Huyền đỏ ớt. Lấy đi các chị ơi, không có hàng để mua luôn đâu. Kim Bảo đỏ ớt. Hàng này em không có hàng để bán đồng phục luôn á. Nam Phong nước mía đậm. Nguyễn Thúy Hà đỏ ớt. Cuối quần chưa? Hai cô cuối quần vô đây. Mới thêm một lần nữa, mới toan toàn toàn luôn. Những cái quan trọng nhất là cái chất vải và cái nền hoa rất là đẹp luôn. Cái này tên gì em quên mất tiêu cái tên của các chị. Linda Dinh Vũ thêm một đỏ ớt. Quên mất tiêu cái tên lụa của nó rồi. Nhưng mà các chị ơi, cứ màu đẹp các chị làm tới cho em. Chốt đơn cho em 220 ngàn một tháng nha. 220 ngàn một tháng. 220 ngàn một tháng cho em nha. Tí nữa đưa cho chị Liên Mai Thiên cho cô cái này đúng không? Chọn sát tay nhàng luôn. Đắp thêm cho chị cái quần, lấy thêm cho chị cái quần cái diamond màu sáng khói, sáng đá kìa. Bỏ vô là hai cái quần đây. Ôi đẹp lắm các chị ơi. 230 ngàn một áo cho em nha các chị nha. Các chị may mặt nào cũng ok. Các chị may mặt nào cũng đẹp hết á, xuất sắc. Cái gà sáng đá ở đây là còn mấy áo này. 220 ngàn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M542 cho em. 220 một áo, bảo đảm nhận vải không đẹp hoặc phải trả tiền. Từ màu áo hả? Áo màu thì mặc không chốt. Còn ở dưới nhà thì nó có nói đâu mà chốt. Thì tí nữa hãy mà xuống mấy mà còn mà vẫn chưa mà không chịu mang lên đây bán thì cứ cộng tiền của tụi nó tính vào thôi, chứ không có gì khó đâu. M542 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M542 cho em. Lan Anh M542. Đợt này em bán toàn hàng cao cấp cho các chị không. Chị nào lấy thì các chị chốt M542 cho em. 220 ngàn một áo các chị ơi. 320 ngàn một bộ nha các chị nha. Phạm Huy Vân M542, Mai Hoàng M542, Jenny Phụng là M542 một set, Duy Nguyễn M542. Và áo mẫu mặc bên em tạm không chốt cho các chị ơi.
M542 cho em. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M542 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Các chị ơi, thêm cho em cái quần siêu diamond màu xám, xám đá nữa là chuẩn, không cần phải chỉnh luôn. Em sẽ mặc mày. Phạm Thị Oanh M542 mới nhất luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M542 cho em. Chất vải còn đẹp hơn chất vải của Huỳnh Liễu. M542 đẹp hơn nha. Áo dài Linh Thi hay áo M542. Một câu với Nguyễn Thanh hai xếp M542 đẹp hơn luôn á các chị. Đi không? Lý Mai Thi M542 xếp. Linda Dinh Vũ M542. 220.000 một áo cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các dạ chị ok chị Phạm Sang để em kiểm tra đơn chị lại. Uyên Hà M542, Nguyễn Thị Nhi thay M542, Bảo Thanh M542. Ok chị Lan Anh lấy thêm quần M542. Các chị ơi, 220.000 một áo, 320.000 một bộ luôn các chị nha. Cho chế cái màu tím lên trước nào em ơi. Đẹp lắm chị ơi. Đẹp xuất thần luôn đấy. So với những cái lô hàng em đã từng bán á, nó đẹp hơn cả Hạ Vi luôn. Ok chị Uyên Hà. Chắc phải là đẹp hơn quần. M542 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt M542. Chị em ở đây có mấy cái quần siêu diamond, chị lấy vô cho mấy cố trước đi. Không tí nó làng sàng nó lại treo lên nó bán. Ok chị Phạm Huy Vân thêm quần vô cho chị. Sáng khó cháu vừa phối cho cô đó. Sáng sáng đá, đó ở dưới còn mấy quần đó, bên này nè. Đó lấy hết vào đi, được cái nào bỏ vào cho mấy cố thì bỏ. Anna giá M542. Chị nào lấy thì các chị chốt M542 cho em. 220.000 một áo các chị ơi. Sang lắm. Vải. Nói chung là hàng này em các chị mà mặc 5 năm sau nếu mà nó có vấn đề gì các chị cứ gọi em, các chị cho em cho các chị câu trả lời. 2, 4, 6, 8. Không có lẻ này đâu. Rồi. 220.000 một áo các chị ơi. Chắc phải là siêu diamond nha. Mới về để các chị sẽ vui tình trắng nó hiếm lắm các chị ơi. Tình trắng cực kỳ hiếm luôn. Hiếm hàng. Chị La La Kiều comment giúp em M542 nha chị. Mấy cái thiếu chị thêm quần nha. 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt M267 cho em. Đỗ Yến M542. Đỗ Phương M542. M267 thì nào lấy thì các chị chốt M267 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Chắc phải là siêu diamond nha các chị nha. Trời ơi đẹp huyền diệu luôn. M267 ở đây một áo nữa này. Thu Hằng Nguyễn Thi M542. Phạm Huy Vân M267. Hoàng Dương M267 một set. Trời ơi nó sang. M267 thì nào lấy thì các chị chốt M267 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Các chị ơi, chắc phải là siêu diamond nha. Mai Nguyên M267. Các chị ơi, siêu diamond thiết kế màu trắng rất là hiếm luôn, đang không có hàng luôn á. Thì nào lấy thì các chị chốt M267 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Anne Maria Nguyễn M542. Thúy Trần M267 xét. Thúy Nguyễn M267 xét. Huyền Thu M267. Bùi Lê M542. M267 có khúc của mắt rưỡi. Giá cho em 220.000 một áo thôi các chị ơi. Đẹp tuyệt vời. Vicky Phạm M267. Còn 2. Đặng Thu M267. Cần trả tiền cho em luôn. Thì nào lấy thì các chị chốt M267 cho em. Còn một set duy nhất luôn các chị. Sang cực kỳ luôn. Chất vải đang hot hit bây giờ ấy. Siêu diamond đấy các chị. Biết luôn này. Biết luôn mẫu này cho chị luôn này. 220.000 một áo, 320.000 một bộ nha các chị nha. Ui là trời. Lian Lê Lan M267 nữa này em hết. Ok chị Mai Nguyễn lấy thêm quần của lấy phải lấy liền cho em. M554 chị nào lấy thì các chị chốt M554 cho em. 220.000 một áo, 320.000
chốt M554 cho em, giá cho em 220.000 một áo, 320.000 một bộ nha. Quần bên em cắt 2m, khổ 1m6, không cắt quần 1m2, cắt tình yêu à. Đặng Thu M554. Chị nào lấy thì các chị chốt M554 cho em. Mai Nguyễn M554. Thông chị M554 set. Mạnh Hoan M554. M554 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M554 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ nha các chị nha. Mua cho livestream kết quả siêu diamond bán giá là 250.000 một áo đó các chị ơi. Sáng Mây M554. Trần Mây M554. M459 thì nào lấy thì các chị chốt M459 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ các chị ơi. M459 thì nào lấy thì các chị chốt M459 cho em. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Em bán màu trắng các chị là em không bao giờ thất vọng luôn. Màu trắng này thì em làm họ kết quả các chị nhận là chị có mê luôn á. M459 thì nào lấy thì các chị chốt M459 cho em. Giá cho em là 220, 320 nha các chị nha. Nguyễn Chi Hằng M459 set. Sumi Đào M554. M459 chị nào Diệu Phạm M459 cho em. 220 các chị ơi, 220 một áo, 320 một bộ nha các chị. Đỗ Thu M459, dạ ok chị Nguyễn Thảo. Thuy Nguyễn M459 set. Áo dài kim chi M459. Nguyễn Nguyên M459 set. M459 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M459 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Cẩm La M459 set. Tất cả các đơn hàng của các chị đều được tức phiếu bốc thăm trúng thưởng nha các chị nha. M459 cho em còn 3. Bích Nguyễn M459, Phạm Tùng M459 set. Lê Lan Lê M459 set nữa là em hết M459. Đây các chị ơi, mới về chốt đơn ngay và liền cho em luôn. 220.000 một áo, 320.000 một bộ các chị ơi. Khi nào lấy thì các chị chốt M166 cho em. Rồi, nhí đẹp cỡ này nè mấy chế ơi. M166 chị nào lấy thì các chị chốt M166 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ nha các chị ơi. Kết quả là siêu diamond nha các chị nha. Không tổn nha. M166 thì nào lấy thì các chị chốt M166 cho em. Kết luôn nè. Cho mẫu đen mẫu trắng vào đây luôn nè. M166 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị. Phạm Huy Vân M166, Nguyễn Chi Hằng M166. Kiểu gì mà chẳng đẹp các chị. Quá trời đẹp luôn chứ đẹp gì nữa. Giá cho em 220.000 một áo, 320.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M166 cho em. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nhá. Ồ các chị, nhí đẹp như thế này luôn mà mới chế chê hả? Như Nguyễn M166. Quá trời quá đất đẹp luôn á. M166 thì nào lấy thì các chị chốt M166 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ các chị ơi. Không thích thì em quay những hàng này cũng đúng thôi. Có trẻ có nhiều mà bán cho các chị ơi. Dạ em cảm ơn chị Thanh Hoa. Quá trời. Cái này mà không bán đến cho hơn trăm áo thì thôi đó các chị. Mai Khôi M166 set. M132 chị nào lấy thì các chị chốt M132 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ cho em. Ôi kết quả là siêu diamond nha. Ôi đẹp quá trời ơi. Nếu mà đi thì nổi. M132 chị nào lấy thì các chị chốt M132 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ các chị ơi. Phạm Huy Vân M132, Nguyễn Chi Hằng M132 set. M132 cho em các chị
Lê Pha màu 166. M132 nha, chị nào lấy thì các chị chốt M132 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ mấy chị ơi. Minh Thu Nguyễn Bon M166. Sáng Mai M132, Thu Trần M132 set, Tuyết Hoàng Thi M166. M132 thì nào lấy thì các chị chốt M132 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ các chị ơi. Màu Mai M132 set. Thơm Trinh M132. Thanh Hoa M132 set. Kháng Trúc M166. M132 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M132 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ các chị ơi. Chất khoảng là Sudan Man nha các chị nha. Còn 3 Đặng Thanh Nga M132 set. Không mê nữa thì thôi. Ok chị Dương Quỳnh Hoa. Các chị ơi, 220.000 một áo nha. M497 nào lấy thì các chị chốt M497 cho em. 220.000. Dạ bên em đang chốt nha chị Lê Huệ, chờ giúp em ạ. M132 cho em. 220 một áo các chị ơi, 320 một bộ nha. À xin lỗi, M497 chứ. M497 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt. Thanh Bùi M166 và M132. Giá cho em là 220.000 một áo các chị ơi, 320.000 một bộ nha. M497. Nguyễn Chi Hằng M497, Phạm Huy Vân M497. M497 thì nào lấy các chị chốt M497 cho em. 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Chị ơi, cho chị cái gì nào. M497 thì nào lấy thì các chị chốt M497 cho em. Cho lên phố chưa? Cái thành phố nữa đâu đây này. M497 chị nào lấy thì các chị chốt M497 cho em. Nguyễn Thị Mai Mai M497. Giá cho em 220.000 một áo các chị ơi, 320.000 một bộ nha. Chất vải là siêu diamond nha các chị nha. Còn M497 chị nào lấy thì các chị chốt M497 cho em. Áo dài kim chi M497. Kiểu gì mà trẻ đẹp đây các chị. Chất này là chất vải đủ ít cấn cho các chị. Ok chị Nguyễn Chi Hằng thêm quần M497. 90.000 một áo cho em, thì nào lấy thì các chị chốt M450 cho em. Lâu lắm rồi mới bán ví lại với lại mấy cái đũi cho mang gồ cho các chị em. Nhưng mà thật sự luôn là cái nào cũng đẹp, đẹp xuất sắc luôn á các chị ơi. Đẹp đó, đẹp lắm luôn á, không phải đẹp vừa đâu. M450 cho em nha, thì nào lấy thì các chị chốt M450 cho em. Giá cho em là 90.000 một áo, 190.000 một bộ các chị ơi. Chắc là phải đũi nha. M450. Chi Phạm M450, Khánh Trúc M450, Nguyễn Chi Hằng M450 xét, Quỳnh Nhân Võ Thị M450, Nguyệt Bùi M450, Lan Anh Nguyên M450, Hiền La M450, Quỳnh Nhiên Nguyễn M450, Nguyệt Bùi dư một bill bỏ ra nhỉ. M450 cho em, giá 90 một áo, 190 một bộ các chị ơi. Đẹp lắm. Người Liễu M450, Bé Hoàng M450. M450 cho em, thì nào lấy thì các chị chốt M450 cho em. Mạnh Hoan M450. Giá cho em 90.000 một áo nha. Loan Hoàng M497. Như Quỳnh M450, Kim Bảo M450, Đoàn My M450. M450 cho em, thì nào lấy thì nhà Mai Thanh Dung M450. Giá cho em các chị ơi 90.000 một áo nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt M450 cho em. Ngọc Kim M450. Này, 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 này,
khoảng 100 ngàn một áo. Trang khoác M450 set. Vâng. M483 chị nào lấy thì các chị chốt M483 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ. Chắc phải là lụa mango nha các chị ơi. Trời ơi, mấy cái này em ơi, các chị em suy nghĩ lũ lắm luôn. Em mới lấy hàng về bán cho các chị ấy. Thực tế mà bán lụa mango ra, cắt đi cắt lại cắt tới một lúc cắt luôn một hồn ấy. Có heo cực kỳ luôn. Giá chốt đơn cho em 100 ngàn thôi. M483 chị nào lấy. Nguyễn Chi Hằng M483 set. Quỳnh M483, Phạm Kim Huệ M483, Phạm Thị Ngọc Bích M483 ba áo. Tâm Lê M4502 set. Đỗ Mai M483. Ngọc Kim M483, Thu Trần M483, Dương Duyên M483, Hoàng Nguyễn M483, Đào Nguyên M483, Mạnh Hoan M483, nhà Mai Thanh Dung M483 nữa là em hết M483 nha các chị ơi. Cần phải ướm đi các chị vì nó quá là đẹp rồi. Giá cho em 100 ngàn nha. M100 chị nào lấy thì các chị chốt M100 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ các chị ơi. M100 chị nào lấy thì các chị chốt M100 có hết 27. M483 em hết rồi các chị ơi. M100 cho em giá 100 ngàn các chị ơi. Hải Nguyên M100, Đỗ Mai M100, Kim Oanh M100, Nguyễn Chi Hằng M100 set, Khang Quát M100 set, Quỳnh M100. Huỳnh Liễu M100, Phương Nguyễn M100, Uyên Nguyễn M100 set, Hoàng Nguyễn M100, Linh Trần M100 set, Anna Nguyễn M100 hai áo, nhà Mai Thanh Dung M100 nữa em hết M100 các chị ơi. Thấy đi này chưa, chuẩn chưa? Trời ơi, hôm nay nó toàn các chị đồ đẹp không mà không ai tin em. Giá cho em 100 ngàn nha. M522 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M522 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo 2m, khổ 1m6. Chắc phải là lụa mango các chị ơi. M122 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M122 cho em. Giá chốt đơn các chị 100 ngàn áo. À, xin lỗi M522 chứ. Đang bị giấy này, bị bóp này. Đang đứng cứng đờ luôn. Chùi lắm. Dịch mà phát một xuống là chỉ còn 400. M522 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M522 cho em nha. Giá cho em 100 ngàn một áo 2m, khổ 1m6. Chắc phải là lụa mango các chị thấy em bán lại mango cho các chị được không? Các chị comment lại giúp em M522 nha các chị ơi. Đấy, dịch phát một xuống mất gần 200 chị luôn. Mẫu này cũng vậy, không còn hàng để mua luôn đó. Thanh Nhã M522. M492 chị nào lấy thì các chị chốt M492 cho em. 100 ngàn một áo các chị ơi. Chị Thúy Nguyễn này có M522 rồi nha chị ơi. M492 cho em giá 100 ngàn một áo các chị ơi, 200 ngàn một bộ nha. Chị nào lấy thì các chị chốt M492 cho em. Bỏ mấy cái áo lên đây trước đi nào. Giá cho em 100 ngàn. Thu Nguyên M522. Nguyễn Chi Hằng M522 xếp. Hồi nãy chị Khang Quát có M522 rồi hả? M492 chị nào lấy. Hà Nguyễn M492, Huỳnh Liễu M492, Nguyễn Hiền M522, Mạnh Hoan M522, Chi Hà M492 set, Dung Nguyễn M492 set, Anna Nguyễn M492 hai áo, Nguyễn Chi Hằng M492 set, Thảo Đào M492. M492 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M492. Thi Bích Lê M522. Lê Hiểu Thái hồi nãy có hai áo M522 rồi nha chị. M492 cho em giá 100 ngàn một áo, 200. Như Quỳnh M492 set, Đỗ Liên M492, Thủy Vũ M522 set. Hết 122 nha. Thơ
không chị, M492. Áo mẫu mặc bên em tạm không chốt nha các chị ơi. Oanh Nguyễn M492 set. Còn có mấy áo à? Trần Thanh Tâm M492. Đẹp lắm luôn đó. Mẫu này luôn, các chị chốt cho em luôn à. M593 chị nào lấy thì các chị chốt M593 cho em. Trường 91 trẻ này nha. Xinh thật. Rồi bán khổ cái bán này cũng đi cho các chị. Yên đi lớn thôi thì dễ thương luôn. M593 chị nào lấy thì các chị chốt M593 cho em. Giá cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Áo là lụa mango, quần em cũng lấy các chị mango luôn. Quần là cắt hẳn các chị 2 mét phẳng luôn, không có cắt quần 1 mét 2 nha. M593 chị nào lấy thì các chị chốt M593. Nguyễn Thanh Xuân M492 xếp. 492 hết rồi. Mãi nói M492 hết rồi. Giờ chỉ còn M522 thôi. Chị Nguyễn Thanh Xuân em hết M492 rồi nha chị. Khang Quách M593 set. Ni Du M593. Đúng không? Cho em 100 ngàn thôi mấy chế ơi. Chị nào lấy chị cách. Quỳ M593. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét khổ 1 mét 6 nha các chị ơi. Cái này là em tăng tốc dữ lắm luôn rồi đó. Còn có 1 tiếng đồng hồ để bán cho các chị thôi. M593 chị nào lấy chị cách chị chốt M593. M408 Cẩm Lam M408 Kim Oanh M408 Trần Thanh Tâm M408 Nguyễn Chi Hằng 2 áo M408 Bà Ngoại 2 áo M408 Thảo Đào M408 Nguyễn Diệp M408 Nguyễn Kim Liên M408 Còn mấy? Còn 2 Lê Hợp M408 Dương Phúc Diễm M408 nữa là hết. M584 là giá cho em 100 ngàn một áo thôi nha các chị ơi. Các chị ơi, Duyên Lê M593 set. Đừng bao giờ bỏ qua nó. Nó rất rất là đẹp luôn. M584 chị nào lấy thì các chị chốt M584 cho em. Ninh Du M593. Vâng. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét khổ 1 mét 6 nha. M584 cho em 200 ngàn một bộ thôi các chị ơi. Mua như vậy là tặng. Hải Nguyên M584, Nguyễn Chi Hằng M584. Phạm Thị Ngọc Bích M584. M584 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M584 cho em. Giá cho em có 100 ngàn. Bảo Ngọc M584. Trần Thanh Bình M584. Hồng Dung Phạm M584. Phương Loan 2 áo M584. Uyên Hà M584 set. Luyên Nguyễn M584. Nhà Mai Thanh Dung M584. Phạm Thị Ngọc Bích thêm một áo M584. Giá em 100 ngàn thôi các chị ơi. Đưa cái lô đó là còn. Thơm chị M584. Không, bên kia. Còn ở bên kia còn cái nào nữa không? Hay là gom ra đây hết rồi? Thay Nhã M584. Phương Loan thêm một áo M584. M584 cho em giá 100 ngàn. 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ. Ngọc Mai 4 M584 4 mét phải đó các chị, không phải là 3 mét đâu, 4 mét phải luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt M584 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ thôi các chị ơi. Nhận vải không đẹp, khỏi cần trả tiền cho em luôn. Rồi tiếp nào.
cái này này nhé chị nè, em còn có bằng này thôi, chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy nha, nhưng mà em hết rồi đấy. Đây cái tơ bằng này nhé chị, giá có 150.000 một áo thôi và ở dưới kho chị cũng hết hàng luôn. Chi Nguyễn mở 5842 set cho em là tơ bằng xanh cô ba, giá chốt đơn cho các chị 150.000 một áo. Kim Oanh mở 584. Chị cứ phối cho em, ví dụ như thêm quần màu da này, thêm quần màu trắng này, thêm quần màu vàng này, các chị tặng cô làm gối một bộ đồ 200 mấy chục ngàn, quá đẹp. Hoặc là các chị để dành mặc Tết rất đẹp nha. Cô 3150 cho em còn có mấy áo thôi, 2, 3, 4, 5, 6, đúng 7 áo xong cô 3 là hết rồi các chị ơi. Phạm Nguyễn Teresa sang cô ban, hai con gái sang cô ban. Màu này nhà em gọi là màu dưa gan, em còn cũng hai áo luôn, chốt đơn cho các chị 150.000 một áo luôn. Chị nào lấy chị các chị chốt tơ tầng dưa gan cho em. Hiền Nguyễn sang cô ban. Nguyễn Hiền sang cô ban. Tơ tầng hồng son này còn đúng một áo luôn. Chị nào lấy chị các chị chốt tơ tầng hồng son cho em luôn. Còn lấy một áo một như chốt luôn. Vân Thúy Nguyễn sang cô ban. Phạm Thị Ngọc Bích dưa gan. Sa Niệm sang cô ban. Nguyễn Phụng sang cô ban. Tơ bằng sang theo cho em nha. Hiền Nguyễn hồng son. Dưa gan còn một đúng không? Dưa gan còn một không sao. Nguyễn Chi hàng sen rêu. Kim Oanh sen rêu. Dàn vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em. Còn rất là ít luôn đấy. Coi như em bán tặng các chị luôn. Chị bán giá 200.000 một áo không. Thúy Nguyễn sen rêu. Màu này đẹp lắm các chị. Mặc quần trắng siêu tay. Nguyễn Hiền sen rêu. Rêu 150 cho em. Kim Oanh dưa gan. Chị nào lấy rêu thì các chị chốt rêu cho em. Mà đỏ đô em còn chỗ này không phải, chị chưa có chị nào lấy thì các chị chốt tơ tặng đỏ đô cho em luôn. Không phải đỏ Tu Bin sang rêu. Không phải đỏ cơ. Nguyễn Hiền sang rêu. Ngọc Đỗ Bích sang rêu. Tơ tặng đỏ đô cho em luôn. Giá cho em 150.000 một áo ngoài kho thì em cũng hết luôn. Thắng Hương sang cô bán hết rồi. Cô bán hết rồi. Sang cô ban em hết rồi nha chị Thắng Hương. Lucia Hiền Võ sang rêu. Lê Hợp sang rêu. Nguyễn Dung sang rêu. Hà Lê La Đỗ sang rêu. Nguyễn Phụng sang rêu. Uyên Nguyễn đỏ đô. Đỏ đô có 9 áo tổng. Thánh Huyền đỏ đô. Chị Thuyên Nguyễn có sang rêu rồi chị. Tuyền Ken đỏ đô. Thu Hà Nguyễn đỏ đô. Mai Hoàng sang rêu. Rosie Colin sang rêu. Nhà Mai Thanh Dung sang rêu. Lê Nguyệt đỏ đô. Thúy Anh Ngô đỏ đô. Su Bin đỏ đô. Cà rốt cho em có đúng 15 áo. Rêu ở đây còn một áo này. Rêu còn 2 áo. Thu Nguyễn còn 2 áo. Thu Nguyễn đỏ đô. Hết đỏ đô. Cà rốt có 15 áo. Đinh Nga 2 cà rốt. Lucia Hiền Võ cà rốt. Đỗ Mai cà rốt. Cho em xám luôn, giá chốt đơn các chị 150.000 một áo luôn. Khi nào lấy thì các chị chốt tơ tằm xám cho em. Vì sao em mặc mà nó đẹp như vậy là các chị biết như thế nào luôn. Tơ tằm xám cho em nha, giá 150 luôn các chị ơi. Cà rốt có máy lấy ra, còn máy lấy đi. Để gọn nó vào này.
còn cặp xe này em cũng tính các chị luôn nè. À. Em còn tuyết đen cà rốt. Giá cho em 150.000 một áo luôn các chị ơi, em bán tặng cho các chị luôn á. Hồng gắn xe cho em còn 4 áo, chốt đơn cho các chị giá 150 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt. Tuyết đen xám. Hồng gắn xe cho em xám còn. Duyên Trần xám. Oan Đỗ Thị, Oan Đỗ Thị Kim cam neon. Tím Huế này em còn các chị được 3 áo. Uyên Nguyễn Hồng cánh sen. Thu Hà Nguyễn Hồng cánh sen. Nguyễn Chi Hằng Hồng cánh sen. Tuyết Đinh Hồng cánh sen. Cho em là Tím Huế nha. Tím Huế em có 3 áo. Da em còn 1 áo. Giá chốt đơn hết 150.000. Nguyễn Chi Hằng Tím Huế. Còn Tím Huế không? Kim Diệu Hồng cánh sen. Chi Hà Hồng cánh sen. Thơm Trịnh hai áo hồng cánh sen. Hồng Son còn hai áo. Nguyễn Chi Hằng cỏ úa. Cỏ úa cho em nhé. Nguyễn Huyên cỏ úa hai áo. Hoàng Dương cỏ úa. Dung Kim Tím Huế. Chị ơi, Hồng Son em còn 2 áo đó, các chị lấy hết đi. Lại có 3, 2 cái tiếng thế. Chị lấy thêm 1 áo thôi, chị lấy thêm 1 áo. Còn là 3 áo. Có 3 áo thôi. Còn 1 áo tiếng thế. Kim Bảo cỏ úa. Đinh Nga Hồng Son. Hồng Son còn 1. Đỗ Mai Giang. Cỏ úa cho em nha. Nguyễn Hiền cỏ úa. Khánh Huyền cỏ úa. Đỏ cho em các chị ơi, đỏ này là Nguyễn đỏ. Đào Hồng Son. Đỏ cờ nha, đỏ gọi là đỏ cô dâu ấy, đỏ cờ ấy chứ không phải là đỏ đô đâu. Đỏ Trần Thanh Bình cỏ úa. Nguyễn Thúy Vinh hai áo cỏ úa. Đào Thọ cỏ úa. Cẩm Tuyên cỏ úa. Đỏ em có cho các chị được 6 áo. Cẩm Ngọc cỏ úa. Cỏ úa còn đủ 5 áo không? Không, còn có 3 áo thôi. Nguyễn Hồng Hải. Đủ đó. Nguyễn Nga cỏ úa 5 áo. Đỏ nha, đỏ em có cho các chị 6 áo. Mà xong cô ba em luôn này các chị ơi, ai lấy thì lấy nhanh gọn lẹ cho em nha. Giá cho em 150.000 một áo thôi các chị ơi. Mấy cái này mà em cũng hết sạch sẽ luôn á. Da em hết rồi nha các chị. Nhà may Thanh Dung đỏ. Ngọc Mỹ đỏ hai áo. Còn 3. Bên em bán vải không bán áo dài may sẵn cho chị Thu Cúc. Đỏ còn 3. Tím Huế em còn 1. Thanh Đô đỏ còn 2. Hết đỏ rồi. Cái này xuống lại không được hai. Không có lấy mét 7 đâu, cái đấy là cái vỏ thôi. Nhưng mà ý là không được 2 mét hết đỏ luôn rồi. Sao lại không được 2 mét là sao? Ý là khúc 3 mét 7 thì nó cắt ra 2 mét rồi. Cắt 2 mét còn một khúc nhỏ à. Thôi đi, xong đi qua xong đủ 3 mét thôi. Xong cô ba. Cô ba này mà mặc quần trắng là hết phải luôn, hoặc mặc cái quần cứ hồng hồng dâu dâu nghe một cái chuyện mặc cứ vô tư rất là đẹp, quá trời quá đất đẹp luôn. Đó không nào. Khi nào lấy Thắng Hương xanh cô ban, Kim Bảo xanh cô ban, Thanh Hà xanh cô ban. Xanh cô ban cho em giá 150. Nguyễn Kim Yến xanh cô ban.
Chị nào lấy cô ba thì các chị chốt xong cô ba cho em. Giá cho em chỉ có 150.000 một áo thôi các chị ơi. Cẩm Ngọc xanh cô ban, Chi Hà ba áo xanh cô ban. Hoàng Phạm xanh cô ban. Còn chị nào lấy thì các chị chốt xanh cô ban. Giá chốt đơn các chị cũng 150.000 thôi. Uyên Nguyễn hai xanh cô ban. Hồng Hoàng xanh cô ban. Nguyễn Lê xanh cô ban. Maria Tuyết Ngọc xanh cô ban. Giá cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. M3 số 3 cho em nha. Nào lấy thì các chị chốt M3 số 3 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Còn bốn áo thành cô ban nha. Nói thẳng luôn, hãy còn những ăn chi là cái lô theo. Bích nồi cà rốt. Cà rốt vào. Màu 3 số 3 cho em nha. Cái hai cái áo bông chân nó lấy như cho cái bia này. Còn, cái này còn nhiều. Ý em nói là chị lấy thêm hai cái áo bông chân nữa. Nguyễn Chí Hằng M3 số 3. Hạnh Nguyên hai áo M3 số 3. Phương Nguyễn M3 số 3. Phương Loan M3 số 3. Hà Thanh Dung M3 số 3. Nguyễn Hiền M3 số 3. Hiền Trương M3 số 3. Thu Trần M3 số 3. M3 số 3 em hết nha các chị ơi. M562 Hạnh Nguyễn, M562 Ruby, M562 Uyên Nguyễn, M562 Uyên Hà, M562 Bích Thủy, M562 Giá cho em Thu Trần, M562 Lưu Thị Tho, M562 Đỗ Mai, M562 Phương Loan, M562 Dương Trần, M562 Bích Thủy M562, Đào Nguyên M562. Tuyền Ken M562 nữa em hết M562. Không phù trước đường chỉ nha các chị ơi, bảo hàng trọn đời cho các chị luôn. Giá cho em 100.000. Chị nào lấy thì các chị chốt vào 479 cho em. Hồi Nhà một áo sang cô ban. M479 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M479 cho em. Phối cho các chị đúng quần lụa ấy luôn. Lụa mango luôn, mặc không đẹp không lấy tiền luôn. M562 em hết rồi các chị ơi. M479 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt M479 cho em. Giá chốt đơn cho các chị chỉ có Trần Thanh Tâm M479, Phương Loan M479, Quỳnh M479. Hai con gái M479. Nguyễn Chi Hằng M479 set, Trang Trần M479, Bảo Ngọc M479. Giá cho em 100.000 thôi các chị ơi. 200.000 một bộ 4m7, quần bên em cắt các chị là 2m khổ 1m6 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt M479 cho em. Ngọc Loan Nguyễn M479. Giá cho em 100 nha, chị nào lấy thì các chị chốt M479 cho em. 100.000 áo Phương Phạm M479.
Còn M479 nào lấy thì các chị chốt M479 cho em. Bỏ cái hàng này ra, không bỏ ở đây nữa nha. Chị lấy hàng ở đây làm sao mà lấy được. Đưa màu xanh lên nè. Thơm chị M479, xếp Phạm xe M479. Nhìn kỹ chưa? Lụa Thái Tuấn ấm kim, em dẹp cho các chị giá còn 220 ngàn. Trang trần thêm quần của M479. Dẹp cho các chị giá còn 220 ngàn một áo thôi. Nguyễn Chi Hằng thêm một set M479. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là ấm kim xanh đen. Chị nào lấy ấm kim xanh đen thì chốt ấm kim xanh đen cho em. Còn có này thôi đúng không? Ấm kim xanh đen em còn có 3 áo thôi các chị ơi. Lụa Thái Tôn ấm kim thì ai mặc rồi thì đã biết chất lượng của nó rồi đúng không? Có kịp gì phải bàn cãi gì hết. Chị cần các chị bây giờ bổ sung thêm màu. Em còn đúng 3 áo, chị nào lấy thì các chị chốt Thái Tôn ấm kim cho em. Giảm hẳn các chị 30 ngàn một áo, còn 220 ngàn một áo luôn. Đây thời gian. Da em còn cho các chị cũng bằng này luôn. Đúng 5 áo, chị nào lấy thì các chị chốt da ấm kim. Lan Chi Mai ánh kim xanh đen. Hoàng Nguyễn ánh kim xanh đen 2 áo nữa. Là em hết ánh kim xanh đen. Các chị ơi cho em là da ấm kim luôn. Giá chốt đơn cho các chị còn giảm hẳn 30 ngàn một áo, còn 220 ngàn một áo nha. 220 một áo các chị ơi. Ấm kim xanh đen da, ấm kim da cho em giá 220. Chi Phạm ánh kim da, Nguyễn Đào ánh kim da. Giá cho em 220 ngàn một áo. Còn da. Rồi đưa màu Trang Bùi ánh kim da. Còn nha. Trời ơi, cái màu vest cho lớn quá. Có cái ba nó bỏ. Ấm kim nho cho em 220 ngàn một áo, 320 ngàn một bộ. Ấm kim nho. Kim nho. Vân Thủy Nguyễn ánh kim nho một bộ, em chốt hai áo nha chị ơi. Bảo Duy ánh kim da. Hoàng Nguyễn ánh kim nho 3m7. Đỗ Mai ánh kim nho. Nguyễn Hiền ánh kim nho. Ánh kim vàng hoàng hậu. Thang khoác ánh kim nho. Ánh kim vàng hoàng hậu cho em nha. Giá cho em 220 ngàn một áo. Em giảm hẳn cho các chị 30 ngàn, còn 220. Ánh kim vàng hoàng hậu cho em. Chi Phạm ánh kim nho. Hồng Phạm ánh kim nho. Kim Bảo ánh kim vàng. Chim Bùi ánh kim vàng. Nho em hết các chị ơi. Ánh kim cỏ úa cho em luôn. Tiên Nguyễn ánh kim vàng. Bèn hoàng hậu là khác nè, cỏ úa là khác. Hoàng Dương ánh kim vàng. Còn hai em. Đây là ánh kim cỏ úa. Có một bên nào bỏ bên lên cho chị nè. Cẩm Nang ánh kim cỏ úa. Chất này các chị có thể may đầm được nha các chị nha. Đừng mắc. Cỏ úa có khúc 2m4. Đen em có khúc 3m. Khi nào lấy thì các chị chốt ánh kim đen cho em. Cỏ úa có khúc 3m8 luôn. Khúc 2m4 và khúc 3m8 nha. Vàng hoàng hậu là có khúc 3m2.
Vũ Ánh Kim cỏ uống một bộ em chốt hai áo nha chị ơi. Nga Nguyễn Ánh Kim cỏ uống. Cỏ uống có khúc 2m4 và khúc 3m8. Nguyễn Bạch Mai Ánh Kim cỏ uống. Cái cỏ uống còn khúc 2m4 và khúc 3m8. Vũ Thủy cỏ uống 2m4. Ánh Kim em có khúc 3m và khúc 3m3. Cỏ uống em còn một khúc 3m7 thôi, chị nào lấy comment giúp em. 3m8. Đào Nguyên Vàng Hoàng Hậu 3m2. Ấn kim 8 cho em luôn. Em còn cho các chị được 2 áo. Giá là 2,20 một áo. Cổ của em còn khúc 3m8 hả? Nên em có khúc 3m, một khúc 3m3. Chị nào lấy comment giúp em. Trời ơi, sao mà nó ra khúc khôn hoàng thế. Xanh lá em có khúc 3m7, khúc 3m5, sáng mây ánh kim đen và khúc 3m4. Hương Ngọc đen 3m. Ánh kim xanh lá em có khúc 2m7, đen em còn khúc 3m3 thôi hả? Xanh lá có khúc 2m7, khúc 3m1, khúc 3m5 và khúc 3m7. Đỗ Mai xanh lá. Còn 2 xanh lá. Chim Bùi xanh lá. Hà Nguyễn xanh lá 3m1. Em còn khúc 2m6 nữa nè. Nô Thị Khuyên xanh lá. Bỏ mấy cái khúc này vào đây cho chị nó thôi. Hoàng Nguyễn đen 3m3. Có khúc 3m4 và 1 áo. Lê Dung ánh kim sáng. Sáng 1. Đâu em có 3m7. Đâu em có khúc 3m4 và 1 áo nha. Nguyễn Nga xanh lá 2m7. Đỗ Mai nâu xanh lá em còn một khúc 3m7. Nâu em còn khúc 3m4, chị nào lấy comment giúp em. Bộ này các chị chốt cho em là hồng vôi. Hồng vôi này rất là đẹp luôn đó. Hồng vôi. Ngọc Liên Ly thì đen 2m6. Hồng vôi này trong cái bảng của Thái Tuấn mới có một hồng vôi. Hồng vôi rất là đẹp. Hồng vôi có khúc 3m5 và 5 áo. Nguyễn Chi Hằng nâu 3m4. Màu hồng xanh hồng lá con. Em còn khúc 3m7, chị Ha Nena đỗ lấy không chị ơi? Hồng baby hồng baby cho em ghé là 2,20 một áo, chứ phải là lụa Thái Tuấn ấn kim nha các chị ơi. Nhiệt nha, các chị có thể may đầm được. Kim Anh Nguyễn hồng vôi. Kiều Ngọc Bích hồng vôi. Hoàng Phạm hồng vôi. Nina Nguyễn hồng vôi. Quý Anh Ngô hồng vôi. Hồng vôi. Hồng vôi em có khúc 3m5 ạ. Rosie Colin hồng Barbie. Cà phê sữa. Siêu xanh. Cà phê sữa có khúc 3m3. Hồng gắn sen em còn các chị một. Phương Minh cà phê sữa 4 áo. Còn khúc 3m3. Hồng gắn sen có 1 áo. Nguyễn Chi Hằng cà phê sữa 3m3. Tân cổ Việt. Thái Dương hồng Barbie bộ 1 set. Tết là chị chốt bộ hay quần cùng áo hay là phối quần chị ơi, chị comment rõ giúp em ạ. Các chị ơi. Đi Nga hồng vôi 3m5. 2,20 một áo nha. Chị
Diệp Hồng Cánh Sen. Lụa mái khô thắm kim các chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là màu thâm trọng thẳng. Anh Đỗ Thị Kim sang cổ vịt. À xin lỗi, màu này các chị đắm cho em là màu xanh ngọc, không phải trọng thẳng các chị ơi. Ngọc quá đẹp luôn. Ngọc siêu xuất sắc. Anna Nguyễn Tím Cà 3m7. Xanh ngọc có khúc 3m5. Tím Cà em còn một khúc 3m8. Cà có hai áo ở đây nè. Vũ Mộc Điệp xanh ngọc. Phạm Sang xanh ngọc. Thiền Nguyễn xanh ngọc. Phạm Thị Lệ Thủy xanh ngọc 3m3. Hà Nguyễn Tím. Bỏ cái Hà Nguyễn. Bỏ Tím Huế nè. Tím Cà em còn một khúc 3m8. Huế 2,20 cho em nha. Huế em có 4 áo. Dạ ok chị Lê Trần. Đỏ đô em còn cho các chị 3 áo. Nguyễn Tuyết Tím Cà. Tím Cà còn 1. Đỏ đô. Tím Cà em còn 1 khúc 3m8. Chị nào lấy comment giúp em. Đỏ đô tươi nha. Còn xanh lá em có khúc 3m7. Đưa theo nhé. Màu ve chai không phải rêu. Có rêu luôn, đợi tí mới có rêu. Đây là ve chai nha, ve chai có khúc 3m3 và 3 áo. Lê Trang đỏ đô. Còn 2. Đây là xăm ve chai này các chị. Đúng rồi, ve đây. Tô Thị Kim Nhàn đỏ đô. Đừng có đi lung tung. Anh Đỗ Thị Kim xanh ve chai. Đây là xanh ve chai này các chị, còn đây là xanh rêu nha. Hai màu này là Duyên Trần đỏ đô. Nguyễn Xuyên xanh ngọc hai áo. Xanh ngọc còn một. Rêu là có khúc 2m7 này. Rosy Colin ve chai. Khúc 2m9 này. Khúc 3m7 này. Nguyễn Giang ve chai 3m3. Khúc 3m3 này. Mấy cái này Tím Huế có chốt chưa? Tím Huế chưa chốt. Cái nào không chốt tụi em bỏ bớt qua bên đây đi. Cẩm Tú sang ve chai. Ve chai. Thế mấy cái kia gọn nào. Trang rêu này đang chốt là sao bắt ra ngoài đấy đưa đây. Còn 4 năm vật nữa. Không hoàn Tím Huế. Tím Huế còn 3. Cho em nha, nào lấy thì các chị chốt tiền cho em. Kim Đỗ Rêu 2
Kim lê nho 3m8. Xám mây tím tẩm. Cầm cho em 220 nha. Chị nào lấy tím cẩm thì các chị chốt tím cẩm cho em. Phạm xe tím cẩm. Và màu này thì các chị chốt cho em là màu hồng dâu. Dạ ok chị Phương Minh. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng dâu nha. Giá cho em là 220.000 một áo. Chắc phải là lụa thái phốn áo kim. Vải này các chị có thể may đầm được nha. Màu này thì các chị chốt cho em là màu xanh cẩm thắm. Duyên Trần tím cẩm. Cái điều đó. Cái mít mía đậm đó. Lấy thêm cho chị mấy áo vô đủ 10 áo. 2-30. Cho em là xanh cẩm thắm. Em có khúc 2m7, khúc 2m9 và 2 áo. Xanh cẩm thắm cho em nha. Màu này là áo này, các chị, màu này là màu đất, em còn đúng áo màu duy nhất. Đất em còn đúng duy nhất một áo một thôi. Và em có màu đỏ nữa các chị ơi. Đỏ này là đỏ mới về đó. Chứ hồi trước là nó chỉ có đỏ đô thôi, còn đỏ. Lê Nguyễn xanh cẩm thạch. Khang Quách xanh cẩm thạch. Cẩm thạch em có khúc 2m7 và một khúc 2m9 thì nào lấy comment giúp em. Đỏ 220 cho em và Nguyễn Nga cẩm thạch 2m7. Kim lê màu đất. Đây là vàng mỡ gà, còn đây là đỏ nha các chị. Được chứ em bé các chị là đỏ rô tươi, không có đỏ, hôm nay có đỏ. Hoa đỗ cẩm thạch 2m9. Có hồng dâu rất là đẹp và đỏ nha, đỏ này là đúng chuẩn đỏ luôn á. Hôm nay có đỏ này và có vàng mỡ gà nha các chị ơi. Giá cho em 220.000 một áo. Giá cho em là 220.000 một áo. Xanh ve chai em hết, em còn xanh rêu thôi các chị ơi. Xanh rêu đẹp hơn nhiều. Kim Anh Nguyên đỏ. Màu rêu mặc đẹp hơn ve chai nhiều như thế ơi. Tại các chị chưa nhìn thấy mặc màu rêu. Anna Nguyễn đỏ 2 áo. Quá đẹp luôn. Bên em đang bán đồ thay tốn ánh kim nha chị. Giảm các chị giá còn 220.000 một áo quá. Các chị chứ hàng này nó cũng hết hàng luôn rồi. Và màu này của em gọi là màu cam rêu. Hoàng Dương đỏ xếp. Xếp là phối quần khác. Nguyễn Xuyên đỏ 2 áo. Trang Trần đỏ. Lily Nguyễn một hồng dâu một mỡ gà. Nguyễn Khiết đỏ.
Phương Loan vàng cốt. Còn có phần 1. Các chị đã mua lụa hạ vi của em rồi đúng không? Cái chất này nó còn đẹp hơn lụa hạ vi luôn. Mới toan luôn các chị ơi. Chất phải là lụa hoa xuân nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân hồng gắn sen cho em. Mẫu này mà các chị mua các chị tặng sếp cũng đẹp luôn. Khỏi cần phải mua tơ tằm Hồng Kông. Tại vì tơ tằm Hồng Kông mùa này thứ nhất là nó cũng không có mẫu gì mới. Thứ hai nữa là cái chất vải của nó giá tiền rất là cao mà không có mẫu mới. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân hồng gắn sen cho em. Đẹp xuất sắc luôn á. Em ngưng lắm luôn, cái này không lấy bán luôn ấy. Vậy mà cái lô này nó quá đẹp cho nên em phải lấy mỗi màu. Thường em chỉ lấy mấy chục mét, em lấy hẳn một cây về bán các chị từ giờ đến 20 tháng 11 với lại đến Tết luôn. Đẹp xuất thần luôn á. Đỏ em hết rồi các chị ơi. May xong tức thì luôn á các chị. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền luôn. Cho em là hoa xuân hồng trắng sen nha. Mặc không hết thì tơ tằm cao cấp luôn á. Mà giá có 220 nghìn một áo à các chị ơi. Lô hàng mới của Thái Tuấn và tơ tằm ra cũng quay trên như vậy. Nhưng mà Thái Tuấn lại khổ 1m2, khổ 1m6 thì mặc rất là đẹp. Em có nhiều màu lắm anh Trung Thị. Màu nào cũng đẹp hết á. Xuất sắc luôn này mà nhà cứ có khoảng 7 chị em thôi. Mỗi người mặc một màu bảo đẹp luôn. Ngày Tết chụp tấm hình cũng nhớ đời luôn á. Oanh Đỗ Thị Kim hồng cánh sen xét. Xa xa hồng cánh sen xét. 220 ngàn một áo thôi các chị ơi, 320 ngàn một bộ nha. Chất vải là lụa hoa xuân. Vải có độ co giãn khổ 1m6, cực kỳ đứng form mà đẹp luôn. Còn bên em cắt các chị lụa rep giá là hàng 100 ngàn một quần các chị ơi. Hoàng Dương hồng cánh sen xét. Phạm Sang hồng cánh sen xét. Màu nào cũng đẹp hết. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân hồng cánh sen cho em nha. Giá cho em là 220 ngàn một áo. Và em có thêm một xăm lá nữa. Vũ Mộng Điệp hồng cánh sen xét. Đẹp lắm các chị ơi. Uyên Hà hồng cánh sen xét. Lấy thì các chị chốt cho em là hoa xuân xăm lá luôn. Giá cho em là 220 luôn nha các chị nha. Có màu hồng son đấy các chị. Lấy thì các chị chốt hoa xuân xanh lá cho em luôn. Giá cho em cũng là 220 ngàn một áo, 320 ngàn một bộ nha các chị. Lương Đặng hồng cánh sen 2 set. Hoa xuân Ngọc Mỹ hồng cánh sen 2 áo. Bán thêm một like tối nay nữa là hết một cây hàng đó các chị. Có nhiều đâu. Mai với con áo mặc. Phượng Hoàng hồng cánh sen set. Uyên Hà xanh lá xét. Đẹp lắm các chị ơi. 220 ngàn một áo nha. Chị nào lấy chị chốt. Đinh Hàng xanh lá. Đẹp xuất sắc như hàng của Thái Tuấn luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em xanh lá nha. Với lại hôm nay bán cái màu mình ở đâu đó cho chị luôn. Mặt không đẹp không lấy tiền luôn. Em bảo đảm luôn á. Cho em đỏ đô luôn, chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân đỏ đô cho em. Nguyễn Nga xanh lá. Hoa xuân đỏ đô cho em luôn nha, chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân đỏ đô cho hồng, em. Hồng Loan xanh lá, Lily Nguyễn xanh lá một set. Nguyễn Hiền hồng cánh sen, Nguyễn Bích Loan hồng cánh sen set. Oanh Đỗ Thị Kim đỏ đô set. Cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân đỏ đô cho em. 220 ngàn một áo, 320 ngàn một bộ các chị ơi. Bảo hành cho các chị 2 năm mặc luôn. Nguyễn Hương hồng cánh sen xếp. Hoa xuân đỏ đô cho em, chị nào lấy thì các chị chốt hoa xuân đỏ đô cho em nha. Nguyễn Hương hồng cánh sen một xếp.
cạc cái hồng dâu cho chị. Nguyễn Hương, em không có hồng dâu nha chị, em chốt hồng cánh sen cho chị thôi ạ. Đỗ Mai đỏ đô. Tuyết Đinh đỏ đô. Chị ơi, mấy cái này mà các chị mua hồng dâu mua gì rất là bình thường. Thật sự rất là bình thường, em bán nhiều lắm luôn rồi. Mấy cái tơ tầm kia trăm mấy nghe em bán đầy hồng dâu. Riêng những cái hàng này màu em lựa các chị không được hàng luôn. Nguyễn Huệ đỏ đô. Nguyễn Hiền đỏ đô. Đưa màu vàng lên đây cho chị. Màu này mới gọi là màu bestseller nhất này chị. Chưa bán luôn. Phạm Thiên đỏ đô. Đây, các chị muốn mua màu da đừng mặc màu da cho em, mặc hẳn màu này cho sang. Màu này nhà em gọi là màu da gặp. Hàng Phạm đỏ đô. Ở ngoài nó lấp le lấp lắm, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn mấy đứa ơi. Này, sang chưa? Nếu mà nói về khỏi cần phải bàn luôn và đặc biệt nha. Ôi, cái bàn mặc ly mặc ly. Cho em là fan Hồng Đoan Thi đỏ đô. Hai Xuân gặp cho em giá 2.20 một áo, 3.20 một bộ. Các chị ơi không nhăn một tẹo nào, mặc siêu mát luôn. Mỹ Vân xanh lá. Hai Xuân gặp cho em, chị nào lấy thì các chị chốt Hai Xuân gặp cho em đẹp. Màu gạch chứ không phải màu da nha chị ơi. Màu gạch, đúng chuẩn gạch luôn á. Cái cục gạch mà các chị xây nhà nó non non ra là nó y chang vậy, nên em tả là màu chuẩn 100% luôn. Thu màu Trần xanh lá một set. Màu này mà gọi là da không phải luôn. Trần Hoàng Hạnh Phúc gạch một set. Anh Ngô xanh lá, Nguyễn Nga gạch. Thi Thu Hương Nguyễn đỏ đô. Thiên Ân xanh lá. Lấy gạch đi các chị, rất là sang luôn. Giá cho em 2.20 thôi các chị ơi. Hoàng Nguyễn gạch. Này, cho các chị xem cái màu của nó này. Phối này, cùng tông này, mặc không sang, không lấy tiền luôn. Chị nào lấy thì các chị có Đinh gạch, Hoàng Nguyễn đỏ đô. Sang Long Hồng cánh sen xếp. Trinh Nguyễn gạch, Nguyễn Cúc đỏ đô. Uyên Hà gạch một set. Nguyễn Linh gạch set. Gặp cho em nha, chị nào lấy gạch thì các chị chốt gặp cho em. Giá cho em 220 ngàn một áo, chắc phải là lụa hoa xuân nha các chị nha. Trang Bình gạch một set. Hoa Trinh đỏ đô một set. Hoàng Nguyễn thêm gạch. Năm nay em lăng xê màu nổ và quần trắng, không mặc quần đen nữa. Ok ngay và liền cho em. Chốt màu xanh lá luôn hả? Ừ. Quá lộn.
xưởng gỗ Đại Hợi xanh lá, Vũ Mộng Điệp xanh lá, Phạm Hoài Trên xanh lá 2 áo. Màu này muốn đúng gọi là cái này, nếu mà đúng ra gọi gấu bông gạt 1 set. Uyên Hà xanh lá. Nguyễn Kim xanh lá. Quần trắng cho em nha chị. Tú Trương xanh lá, Phạm Sang xanh lá. Quần trắng cho em nha chị. Loan Lương xanh lá. Quần trắng cho em. Nguyễn Cúc xanh lá. Phạm Tốn gạch. Trần Lan xanh lá. Trần Thị Bích Đào xanh lá. Các chị cứ tin vào gu thẩm mỹ của em, mặc là mai mốt chị có miền. Thanh Hà Nguyễn đỏ đô. M129 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M129. Đơn thứ 7 bên em đang chốt cho em chị ơi. 100 nghìn một áo 2m khổ 1m6 nha. Tất phải là lụa mango nha các chị ơi. M129. Thường là một màu em chỉ lấy khoảng 4-50 áo cho các chị thôi, hoặc là 20 áo thôi, là cái này là không thể cưỡng lại được, cho nên chơi hẳn ra. Vì thực tế mỗi màu nó về có đúng một cây duy nhất, nó không có cây thứ hai. Tú Trương đỏ đô M129 các chị ơi. Hà Nguyễn M129. Trần Thị Bích Đào M129. Giá em 100 ngàn một áo 2m khổ 1m6 nha. Chắc phải là được mango các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt M129 cho em. Bảng đẹp như vậy, phối hẳn quần lụa mango mà lại còn võ hồng M129 Như Yến một áo đỏ đô, Phạm Hoài Trên một quần trắng. M129 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt M129 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ. Quần bên em cắt các chị 2m khổ 1m6, không cắt quần m2. Chốt đơn và chốt đơn cho em, giá cho em 100 ngàn. Thêm quần là 100 ngàn nha chị ơi. Cắt quần mét 2 các chị ơi, cắt quần 2m hết. Chị nào lấy thì các chị chốt M129 cho em. Chắc phải là lụa mango nha, giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Khoa Vương M129, Phạm Sang M129, Đỗ Mai M129 set. Mẫu này các chị cho em là lá đỏ. Oanh Đoàn M129, Tâm An một quần trắng. Khoa Phương thêm quần M129. Các chị chốt trực tiếp trên live phim này, em còn tính 100 ngàn một quần đấy. Chứ mua sau live hoàn toàn em bán 120 ngàn một quần hết. Cho em là lá đỏ, có đúng một sơ xếp duy nhất thôi chị. Võ Hồng thêm đỏ, quần. Chốt lá đỏ cho em, giá 100 ngàn một áo, 200 ngàn một. Thiền Ngô Phạm M129 set. Ánh Kim Tím Cà hồi nãy em hết các chị ơi. Hà Nguyễn lá đỏ. Con xé cổ đi đó. Các chị này. Ai đang đi kiếm về may cho các âm này. Lá đỏ em hết rồi các chị ơi. Cho em giá 100 ngàn nha. M461 chị nào lấy thì các chị chốt M461 cho em.
Dễ cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ. Các chị ơi, chất vải là lụa mango nhá. M461, chị nào lấy thì các chị chốt M461 cho em. Về không may áo hàng móng gạch một set. Không may sơ mi thì may đổ bộ, không may đổ bộ thì may áo sơ mi cho mấy em. Hồ thì may đỏ đô. Cái gì là tới đỏ đô này? Nè, rồi tới đỏ đô. Thu Hà M461. M461 cho em giá 100 ngàn. Loan Lương M461. 200 ngàn một bộ nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt M461 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ. Chất vải là lụa mango nha các chị nha. Về may sơ mi, may đầm, may áo dài, may áo kiểu, muốn may cái gì cũng đẹp hết, chốt đơn. Trần Thanh Bình gạch một set. Rồi đưa cái hàng treo kia đây cho chị. Cái này vừa bán vừa tặng các chị luôn này. Đây là chất vải lụa Hồng Kông của em, sale các chị giá 100 ngàn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em. Hồng Kông cho em giá theo các chị 100 ngàn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em. Giá sale cho các chị 100 ngàn một áo luôn. Lụa Hồng Kông rất là đẹp. Nguyễn Linh Hồng Kông. Hồng Kông cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em. Nguyễn Anh Hồng Kông. Hàng Nguyễn Hồng Kông. Đó, không có hai mét quần trắng đó. Hoa Đỗ M461. Bùi Mỹ Hồng Kông. Hồng Kông cho em 100 ngàn thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em. Giá em đúng 100 ngàn một áo. Giảm hẳn các chị 100 ngàn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt lụa Hồng Kông cho em. Giá cho em 100 nha. Hiểu không? Giá lụa đúng không? Hồng Kông cho em giá 100 nha. Các chị không mất. Trần Loan Hồng Kông. Cho em là đen cam, giá chốt đơn các chị 80 ngàn một áo thôi. Cuối like đi. Đen cam cho em giá 80 ngàn một áo, 180 ngàn một bộ. Đây là quần lụa mango bên em, giá chốt đơn 100 ngàn. Khi mua trực tiếp trên live stream nhé. Mua sau like là bán giá 120 ngàn áo hết. Hải Nguyễn đen cam, Quỳnh đen cam. Đem kem cho em 180. 80 chứ phải 180. Chị nào lấy thì các chị chốt đem kem cho em. Thu Trần Hồng Kông. Đem kem cho em 180 các chị ơi, xin lỗi. Oanh Đỗ Thị Kim đem kem 1 set. Bùi Mỹ đem kem. Áo mố mặc bên em không chốt đơn nha các chị. Để tối thôi còn không các chị ơi, chứ còn hết rồi. Không biết là còn hay không mà cắt sau. Hồng Đoàn Thi đen cam. Hôm nay lấy đen cam với em, hẹn gặp lại các chị tối nay nha. Lúc 20 giờ nha các chị ơi, nhớ mua hàng bên em để được tích lũy bốc thăm trúng thưởng vàng cuối tuần này. Thêm một bốc thăm đợt lần thứ 2 nữa nha các chị. Nhìn nha, hẹn gặp lại các chị live stream tối nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.